Vậy là tôi đã quyết định là một cái nick mới. Yeah, tôi đã tạo một cái nick mới với một cái tên rất Việt Nam, Quision 2K4 Yasuo Player, mới tập chơi Yasuo mà giỏi vớ lơ. Câu chuyện thì không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là tôi muốn được trải nghiệm lại cái cảm giác ngày xưa khi mà mới chơi game mà thôi. Và phải thú thật thì lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy vui vẻ như thế này mỗi khi chơi một trận game. Không căng thẳng, không có chút chiến thuật nào cả, cực kỳ vô não. Với trình độ hiện tại của mình, tôi đang nghĩ rằng khi bắt đầu lại thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn thôi, như kiểu các ông đánh với máy. Quá là Yasuo player. Mới tập chơi Yasuo mà đã giỏi vớ lơ. Nhưng tôi đã nhầm. Ở dưới này chả khác gì ở dưới đáy của xã hội cả. Nơi đây tụ tập đủ mọi thứ tệ nạn mà các ông có thể thấy ở Liên Minh, từ chôn game cho đến smurf này. What? How? Tao mới có level 10 thôi mà. Ừ thì tao cũng smurf đấy, nhưng mà nó đại khái là công việc của tao mà, hiểu không? Công việc của mày là trở thành một thằng khốn giống tao hả? Tình trạng tool hack thì diễn ra tràn lan. Và sau một tháng trải nghiệm ở dưới đáy xã hội, tôi quyết định sẽ làm ra video này để cho những người mới chơi hoặc là chơi lại Liên Minh sẽ không bị bỡ ngỡ như tôi đã từng bị nữa. Và chào mừng đến với việc giao tiếp với đồng đội rất là quan trọng, nhất là với một tựa game chiến thuật như Liên Minh Huyền Thoại. Tuy nhiên ở dưới này chúng tôi không làm như thế. Thay vì dùng chat để bàn chiến thuật, thì đây lại là nơi để cho mọi người có thể hỏi thăm về mẹ của nhau rất là nhiều. Và sau vô số những cuộc chửi nhau và combat mõm, tôi nhận ra có hai cách để giao tiếp với bọn này. Cách thứ nhất, lịch sự. What? Việc tỏ ra lịch sự sẽ khiến cho chúng nó không có cái cớ để chửi các ông được nữa. Oops. Bởi vì tâm lý của bọn động vật hoang dã này chỉ mong muốn có người để chửi nhau cùng mà thôi. Càng lịch sự với chúng nó thì chúng nó lại càng cay. Không chỉ áp dụng với ở rank dưới, mà ở những rank trên cũng rất là hiệu quả. Anh em bỏ qua nhá. Tôi đánh ganh chốc quá ông ơi, mẹ mẹ tôi phải ra đánh no tôi hành từ họ. Tôi từ một mạch từ cao thủ xuống kim cương 40 điểm, hôm nay đánh tí. Chắc qua bên kia nó kiểu chat toxic thì bọn tôi mới chat lại rồi. À, bình thường tôi không chửi đâu. Thôi, nói chung là anh em vui vẻ thôi, lần sau đừng như thế nữa nhá. Anh ngồi đi, ngồi đi. Vui rồi nhá. Anh ngồi đi, để tao bắt gặp bài ngoài đời thì mẹ. Hoặc nếu các ông thích thể hiện trình độ ngoại ngữ của mình, hãy bắn tiếng Anh với bọn nó. Cách này sẽ vừa giúp các ông thoát khỏi bị pressing, bởi vì chúng nó có hiểu cái đéo gì đâu. Cả 10 thằng trừ động như thế này thì cả 10 thằng đều thuộc dạng ăn đất thay cơm. Vừa có thể giúp cho các ông flex được kỹ năng IEL 9.0 của mình. Và quan trọng nhất, tất cả những thứ tôi kể trên chỉ là một cú lừa thôi. Thì What, các ông quên mất tôi là một thằng trẻ trâu rồi à? Việc tỏ ra lịch sự hay là bắn ngoại ngữ không có ý nghĩa tốt đẹp gì đâu. Nó chỉ là một màn kịch nhằm làm giảm đề phòng của bọn nó thôi. Giống như cái cách mà anh bình luận viên nào đó giữ con mồi của mình vào bẫy vậy. Nhân lúc nó không ngờ nhất, đó chính là lúc mà tôi chốt hạ một câu pressing cuối cùng. Người hay nói hết để anh quay lưng bước đi, thà rằng người đừng níu kẹt. Nó sẽ làm gì? Chửi lại các ông à? Hacker Dog, thánh thần và súc vật cùng tồn tại trong một hình hài. Nôm na thì đây là cái bọn sử dụng tool hack ở trong game. Nhiều lúc chơi game với bọn này, tôi cứ tưởng như tôi đang chơi game kinh dị vậy. Có những đứa thì không có biểu hiện gì cụ thể cả, chỉ đến lúc cần thì chúng nó mới thể hiện thôi. Wow, không tầm nhìn vào thanh tẩy giấy không phải một giây. Có những đứa thì nhìn phát đã biết ngay là tool. Và sau đây sẽ là cách để mọi người đối phó với bọn hacker dog này. Cách thứ nhất, chúng sinh bình đẳng. Giờ chắc cái tool bất tiền với cả cái tool tam ken cũng đã được sửa lại rồi. Nhưng tôi vẫn sẽ chỉ cho các ông cách đối phó để đề phòng nó quay trở lại. Nếu các ông gặp phải mấy bọn này, hãy pick virus. Mà đó phải là AP virus nhá, chứ không phải là AD virus đâu. Bởi vì trước mũi tên của AP virus, thánh thần hay súc vật gì đều cũng bình đẳng như nhau mà thôi. Cách thứ hai, sử dụng những kỹ năng không thể né. Rất khó để có thể sử dụng được những kỹ năng định hướng lên bọn này, bởi vì chúng nó đã thức tỉnh được bản năng vô cực hết rồi. Vì thế thay vì sử dụng những kỹ năng có thể né, hãy sử dụng những kỹ năng không thể né. Hãy chơi những con tướng có kỹ năng chọn mục tiêu đơn giản như là Garen chẳng hạn. Hắn ta có tận 3 kỹ năng chọn mục tiêu lận, và chắc chắn là chúng nó không thể nào né được rồi.
Hoặc đơn giản hơn, hãy bích những con đánh tay đến chết là được. Cách thứ ba, đánh tao đi, tao thích lắm. Đây là cách hiệu quả nhất để đối phó với bọn hacker dog này. Thay vì cậu phải khổ sở để đối phó với chúng nó, tại sao không để cho chúng nó thoải mái thể hiện hết khả năng của mình nhỉ? Bằng cách bích Ramus, lần đầu tiên cậu sẽ cảm thấy được niềm vui khi được gặp Tun là như thế nào. Đừng chạy, quay lại đánh tao đi mà. Đừng chạy mà. Đúng rồi, quay lại đánh tao đi, tao thích lắm. Yeah, và đó chính là ba cách để đối phó với bọn hacker dog. Nhưng vẫn còn một cách bonus nữa. Đảm bảo với các ông, cách này sẽ xử lý triệt để cái bọn Tun hack này. Và cách đó chính là fuck this shit, I'm out. Còn bây giờ thì tôi cũng xin phép. Fuck this shit, I'm out. Invisible.